Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Yamaha là một trong những thương hiệu sản xuất binocular lâu đời được sự đánh giá cao của rất nhiều người chơi. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn video quá trình chuẩn bị 3 cây piano U3H, U2C và VW104 từ showroom 98 Bành Văn Chân được anh khách ghé lựa chọn để lên đường về quận 5. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Anh khách không ngại đường xa, từ quận 5 đến showroom trong sáng nay, tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo, cảm giác chơi lả lướt trên từng phím đàn, âm thanh du dương. Và đây, những phụ kiện không thể thiếu khi bạn muốn sở hữu chiếc binocular, đó là ống sưởi đàn, khăn phủ đàn, khăn phủ phím. Còn đây là mỗi loại ghế riêng dành cho mỗi model binocular, ghế piano hình hộp cao cấp hoặc ghế piano Thunder hiện đại. Toàn bộ 3 cây binocular nhà Yamaha đã được đóng gói hoàn chỉnh để chuẩn bị lên đường. Đội tải đã có mặt và 6 thanh niên đang phối hợp lấy đàn mang ra xe tải. Và chiếc đàn đầu tiên chính là Yamaha VW104 piano được đội phối hợp mang ra. Anh nhân viên mang quà tặng ra phía ngoài và chờ team để đàn lên xe tải. VW104 cùng với xe đẩy chậm chậm lăn bánh, bốn anh nâng đàn vào bàn nâng tải cao dần và đàn được đẩy vào bên trong. Chiếc thứ hai là Yamaha U2C piano đã được bọc ni lông cẩn thận. Ba người khiêng đàn lên xe đẩy đem từ showroom ra phía ngoài. Cái đàn VW104 trước được nhân viên buộc dây cố định giúp xe có vị trí rộng để đem đàn thứ hai vào. Piano U2C lại cùng các anh lăn bánh đàn đến bàn nâng, đội tải hợp sức để đàn lên, đưa đàn vào và phủ nệm cố định bảo vệ đàn. Cây thứ ba cũng là piano nhà Yamaha U3H piano, bọc toàn bộ thân bằng ni lông dày nhiều vòng bảo vệ đàn cũng như tránh ảnh hưởng thời tiết và chảy xước khi vận chuyển. Đến cửa showroom, bốn anh phối hợp nâng hạ đem xuống từng bậc thang đều và chuyên nghiệp, rồi piano lại theo nhân viên tới bàn nâng xe tải. Năm người hợp lực đưa đàn lên và đẩy vào xe. U3H được phủ nệm bảo vệ trước khi hoàn chỉnh. Các phần quà tặng đang được chuẩn bị, các mặt của ghế piano được bọc ni lông nhiều vòng tỉ mỉ. Bộ ba quà tặng lần lượt được các anh đem ra để lên bàn nâng trước khi xếp vào trong xe. Bộ ba siêu phẩm piano cơ nhà Yamaha lên đường đến với khách tại quận 5 đã xong. Các bạn nhớ đón chờ buổi mang ba siêu phẩm U3H, U2C về đất 104 lên lầu nhà khách sẽ như thế nào cùng team Minh Phụng trong video kỳ tới nha. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.